Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong tình huống xảy ra xung đột vũ trang, các hoạt động quân sự sẽ diễn ra trong điều kiện tình huống biến đổi rất nhanh. Việc chỉ huy tác chiến theo thời gian thực là điều kiện rất quan trọng, quyết định tới chiến thắng. Để có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định chính xác trong thời gian ngắn, thì các trung tâm chỉ huy hay trung tâm điều khiển vũ khí cần có thông tin, dữ liệu tình báo, giám sát đối phương một cách chính xác và nhanh nhất. Để có được thông tin về đối phương như thế thì lực lượng tác chiến thường sử dụng các hệ thống kỹ thuật cao để thu thập dữ liệu và truyền trực tiếp các thông tin đã được xử lý về trung tâm chỉ huy. Các hệ thống này bao gồm hệ thống vệ tinh, trạm radar mặt đất và nổi bật, ưu việt hơn cả là các hệ thống radar bay hay máy bay cảnh báo sớm. Với tính năng chủ yếu là trinh sát phát hiện nhanh từ rất sớm các mục tiêu bay hay các mục tiêu đường thủy từ khoảng cách lớn lên đến hàng trăm km và truyền thông tin về trung tâm chỉ huy để hiệp đồng tác chiến, hoặc cũng có thể trực tiếp kích hoạt vũ khí tiêu diệt mục tiêu. Máy bay cảnh báo sớm đã góp phần nâng cao khả năng chủ động, hiệu quả chỉ huy chiến thuật của không quân và hải quân trong tác chiến. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về một số máy bay cảnh báo sớm được các chuyên gia quân sự đánh giá là hiện đại nhất thế giới hiện nay. Đầu tiên là máy bay cảnh báo sớm có số lượng đông đảo nhất đang hoạt động trong quân đội nhiều quốc gia. E-2 Hawkey là một loại máy bay cảnh báo sớm trên không chiến thuật trang bị cho tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Nó có khả năng chỉ huy kiểm soát biên độ tấn công, trinh sát, giám sát các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cũng như chuyển tiếp liên lạc. Máy bay cảnh báo sớm trên không E-2 Hawkey được bắt tay vào nghiên cứu phát triển từ cuối thập niên 1950 và chính thức hoạt động trong quân đội Mỹ từ đầu thập niên 1960. Nó là sản phẩm của hãng Grumman Aircraft. Đến nay, E-2 đã có số lượng xuất xưởng hơn 200 chiếc dành cho Hải quân Mỹ và xuất khẩu. Số lượng phiên bản của E-2 cũng không hề nhỏ, với 9 phiên bản và nhiều biến thể. Quân đội Mỹ đã không ngừng nâng cấp sức mạnh cho E-2. Những phiên bản mới nhất của dòng máy bay này đã gần như lột xác hoàn toàn. Các chuyên gia quân sự nhận định so với phiên bản đầu như E-2A thì đến bản E-2C-2000 Hawkey đã gần như cải tiến hoàn toàn từ động cơ cánh quạt 8 lá NP-2000 có độ rung và tiếng ồn nhỏ, được kiểm soát bằng máy tính, hệ thống định vị mới, đến hệ thống thông tin điện tử, hỗ trợ cũng như tích hợp khả năng kết nối với vệ tinh và đặc biệt là tích hợp hệ thống đồng bộ tác chiến CEC. Với hệ thống CEC này, Hawkey có thể tham gia và chia sẻ điều khiển sức mạnh của tất cả tàu chiến trong biên đội của nó và ngược lại, khiến chiếc máy bay này như một trong những thiết bị hỗ trợ của các tàu chiến, kể cả kích hoạt chức năng phòng thủ tên lửa đạn đạo. E-2 Hawkey được phát triển dựa trên cùng khung thân với loại máy bay vận tải C-2 Greyhound thường được sử dụng trên tàu sân bay, với một số khác biệt như đường kính thân rộng hơn với đĩa radar tròn trên thân. Tổ lái của Hawkey gồm 5 người, phi công chính, phụ và tổ tác chiến điện tử 3 người. Được thiết kế dành cho lực lượng Hải quân Mỹ, E-2 Hawkey có nhiệm vụ của cảnh giới trên không trong mọi điều kiện thời tiết cho biên đội tàu chiến. Từ độ cao 8 km, những chiếc Hawkey sẽ phát hiện các mối đe dọa từ trên không, cũng như nhận dạng và cung cấp dữ liệu về vị trí cho máy bay chiến đấu FA-18 hay F-14. Ngoài ra, E-2 Hawkey còn được dùng để chỉ huy tấn công, quan sát mặt biển và mặt đất, tìm kiếm cứu nạn, chuyển tiếp thông tin liên lạc hoặc thậm chí làm nhiệm vụ của đài không lưu di động cho các máy bay dân sự trong trường hợp khẩn cấp. Một đặc trưng trong thiết kế của E-2 để có thể hoạt động trên tàu sân bay là việc hai cánh có thể gập sát vào thân. Phần khung thân của máy bay chế tạo từ kim loại nhẹ và phần cánh đuôi được làm bằng vật liệu composite nhằm giảm tín hiệu phản xạ radar. Thiết kế phần càng đáp phía trước có thể lắp với máy phóng và phía sau máy bay có móc hãm giảm tốc khi hạ cánh. Động cơ nguyên bản của E-2 phiên bản E-2C là hai động cơ cánh quạt Allison Rolls-Royce T56A425. Đến phiên bản E-2C Group 1 được sử dụng động cơ T56A427 với hiệu suất hoạt động cao hơn. Nó có thể bay liên tục trong khoảng 4 giờ với tầm hoạt động xa hơn. Các thông số cơ bản của E-2 Hawkey, máy bay có chiều dài 17,6m, chiều cao 5,58m, sải cánh 24,5m, diện tích cánh 65m2. Trọng lượng rỗng của E-2 18.000kg, trọng lượng có tải 19.500kg và trọng lượng cất cánh tối đa 26.000kg. Về hiệu suất bay,
máy bay có vận tốc cực đại 648 km/h, vận tốc hành trình 474 km/h, tầm bay 2.700 km, trần bay 10.576 m. Trái tim của E-2 chính là hệ thống tác chiến điện tử, chảo radar của E-2 có đường kính 7,5 m, đặt trên lưng máy bay chứa anten ANAPA-171 của hãng Rantron Systems có tốc độ quay từ 5 đến 6 vòng một phút. Hệ thống radar ANAPS-145 của Lockheed Martin có khả năng phát hiện đến 2.000 mục tiêu và giám sát 40 mục tiêu thù địch. Nó có thể phát hiện máy bay từ khoảng cách trên 550 km. Quân đội Mỹ vẫn không ngừng cải tiến, nâng cấp các hệ thống kỹ thuật tiên tiến nhất cho E-2. Việc nâng cấp bao gồm tích hợp hệ thống vũ khí, cảm biến, hệ thống nhận diện địch ta MOD-5S, 5 máy hỏi APX-122 IFF-MOD-5S, 5 bộ phát đáp APX-123 IFF-MOD-5S và 5 hệ thống gây nhiễu điện tử ALQ-217. Còn với phiên bản mới nhất E-2D Advanced Hawkey, hệ thống radar mới được trang bị, hệ thống phòng thủ tên lửa, hệ thống đa cảm biến tích hợp và hệ thống định vị tích hợp với buồng lái chiến thuật hiển thị đa năng của Northrop Grumman. Hãng Lockheed Martin Maritime Systems and Sensor đã phát triển radar ANAPI-9 mới để trang bị trên loại máy bay này. Hệ thống MCU được xây dựng theo cấu trúc mở với bộ nhớ và khả năng xử lý nhanh hơn, bao gồm bộ xử lý, hệ thống phân phối dữ liệu và anten cho phép Hawkey quản lý thời gian thực, tích hợp và phân loại thông tin từ các nguồn bên ngoài như vệ tinh và radar trên tàu. Cải tiến quan trọng nhất của E-2D là radar mảng pha quét chủ động API-9 mới có thể phát hiện và theo dõi các mục tiêu nhỏ hơn với số lượng lớn hơn và khoảng cách xa hơn. Các màn hình quét sẽ liên tục hiển thị các mục tiêu trên không và trên biển, đồng thời cũng giảm đến mức thấp nhất, bỏ sót các mục tiêu có độ phản xạ radar nhỏ. Ngoài ra, hệ thống mới cũng cải thiện sự lộn xộn hay bị nhiễu khi theo dõi các mục tiêu nhỏ trên không hay trên mặt biển, đồng thời giảm thiểu khả năng bị đối phương gây nhiễu điện tử. Hệ thống đĩa xoay cũng có thể chuyển trạng thái từ quét 360 độ sang lệch 45 độ để đảm bảo không bị mất dấu mục tiêu. Mặc dù được nâng cấp rất nhiều hệ thống phức tạp, nhưng việc vận hành, khai thác những tính năng công nghệ mới đã được hỗ trợ rất nhiều bởi thiết kế giao diện điện tử thân thiện để người dùng có thể tối ưu hóa các khí tải hiện đại trên. Tất cả các nâng cấp này của E-2 hoàn toàn phù hợp với xu thế tác chiến hiện đại trong tương lai. Là máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, E-3 Sunshine được Boeing phát triển từ thân máy bay Boeing 707. Nó có khả năng phát hiện các mục tiêu bay tầm thấp từ khoảng cách lên tới 400 km và các mục tiêu bay tầm trung hoặc cao ở khoảng cách từ 450 đến 650 km. E-3 Sunshine được trang bị trong biên chế quân đội Mỹ, Anh, Pháp và một số nước đồng minh trong khối NATO. Được hãng Boeing phát triển từ năm 1970 trên nền tảng là máy bay thương mại Boeing 707, E-3 Sunshine thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1976. Với nhiệm vụ chính là cảnh báo sớm, chỉ huy hàng không và thông tin liên lạc, E-3 Sunshine có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Hiện nay, E-3 Sunshine phục vụ chủ yếu trong không quân Mỹ, một số quốc gia khác như Pháp, Anh và lực lượng chỉ huy và cảnh báo trên không của NATO. Về thiết kế, cấu trúc chung của E-3 Sunshine được hãng sản xuất giữ như máy bay thương mại Boeing 707, chỉ có phần khoang chở hành khách được sử dụng làm trung tâm làm việc của kíp sĩ quan và các thiết bị chuyên dụng. Điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là đĩa radar xoay có đường kính 9,1 m, dài 1,8 m được gắn trên thân nhờ hai thanh chống có chiều cao 4,2 m. Đĩa xoay này chính là điểm quan trọng nhất của E-3. Bên trong nó là radar ANAPI-1/2 AVKACS của hãng Northrop Grumman. Khi radar ở chế độ hoạt động, đĩa sẽ xoay với tốc độ 6 vòng 1 phút, còn khi radar không hoạt động, đĩa sẽ xoay 1 vòng 4 phút. Radar có nhiều chế độ hoạt động như quét xung Doppler không độ cao cho chức năng giám sát mục tiêu trên không, quét xung Doppler có độ cao để xác định độ cao mục tiêu, chế độ quét radar ngoài đường chân trời nhận thông tin chỉ huy thụ động, chế độ giám sát biển sử dụng xung cực ngắn để giám sát tàu bè và cuối cùng là chế độ chờ.
Radar của E-3 Sentry có khả năng quét vùng có bán kính 375,5 km đối với các mục tiêu bay thấp và xa hơn đối với các mục tiêu bay ở tầng cao hơn. Ngoài ra, trên E-3 còn trang bị hệ thống phân biệt địch ta ANAPX-103. Hệ thống này liên tục cung cấp thông tin về tất cả các mục tiêu trong tầm quét như khoảng cách, phương vị độ cao và mã nhận diện. Về động cơ của E-3, Boeing sử dụng nhiều động cơ khác nhau cho các phiên bản hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Bản E-3 Sentry sử dụng 4 động cơ phản lực Pratt và Whitney T3D tương tự như động cơ dùng cho máy bay ném bom B-52H, máy bay vận tải C-131. Bản E-3D cho Không quân Anh sử dụng động cơ CFM56 và được ký hiệu là Sentry AEVK1. Sức mạnh đến từ 4 động cơ Pratt và Whitney cho phép E-3 đạt tốc độ tối đa 981 km/h với tầm hoạt động 7.400 km ở độ cao 12.500 m. Thời gian hoạt động liên tục 8 giờ trên không, đảm bảo tốt các hoạt động tác chiến liên tục. Hơn nữa, nó còn có thể được tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay tiếp nhiên liệu, giúp tăng đáng kể khả năng hoạt động. Không dừng lại ở đó, Boeing đã kết hợp với nhà thầu Northrop Grumman đã tiến hành chương trình nâng cấp radar cho E-3 Sentry. Radar ANAPI-1/2 sẽ có khả năng phát hiện các mục tiêu độ phản xạ hiệu dụng nhỏ, tên lửa hành trình và khả năng chống gây nhiễu điện tử. Khả năng này đạt được nhờ việc lắp đặt máy tính cho hệ thống radar cảnh giới mới, thay thế cho công nghệ Doppler kỹ thuật số, chuyển các phần mềm tích hợp thành ngôn ngữ ADA và những nâng cấp sâu ở hệ thống điện tử và hiệu suất tác chiến. Beriev A-500U là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không do Tổ hợp Khoa học Hàng không Beriev tại Tangarok của Nga chế tạo, hiện đang có trong biên chế quân đội Nga. Nó được mệnh danh là mắt thần trên không vì khả năng phát hiện các mục tiêu trên không như trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay ném bom và máy bay từ khoảng cách rất xa. A-50U là phiên bản mới nhất của dòng máy bay chỉ huy cảnh báo sớm A-50, tên hiệu NATO là Mainstay, do Nga phát triển dựa trên chiếc máy bay vận tải Ilyushin IL-76. A-50 được phát triển để thay thế chiếc Tu-126MOS, một biến thể của máy bay ném bom Tu-95. A-50 có trọng lượng không tải 75 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 170 tấn, sải cánh 50,5 m, chiều dài 49,59 m, chiều cao 14,76 m. Máy bay có thể quần thảo liên tục 4 giờ ở khu vực hoạt động xa căn cứ 1.000 km. Thiết bị vô tuyến điện và thiết bị tác chiến điện tử của máy bay có khả năng trinh sát, phát hiện và chế áp điện tử rất mạnh, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong trường hợp địch gây nhiễu điện tử mạnh. Radar Falcon Active lắp trên máy bay có khả năng quét phương vị 360 độ, theo dõi, kiểm soát toàn bộ các mục tiêu bay cao hàng chục km và bay thấp vài trăm mét, trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày và đêm. Nó có thể phát hiện máy bay ném bom ở khoảng cách 650 km, chiến đấu cơ cách xa 300 km và mục tiêu dưới mặt đất hay mặt biển là 300 km, tên lửa hành trình ở khoảng cách 215 km và có thể theo dõi đồng thời tới 300 mục tiêu khác nhau. Trong nhiệm vụ chỉ huy trên không, A-50 có thể chỉ huy tác chiến tới 10 máy bay chiến đấu gồm nhiều loại khác nhau. Nó được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không. Cũng như A-50, A-50U có nhiệm vụ phát hiện các mục tiêu trên không như trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu siêu âm và các mục tiêu mặt nước, hỗ trợ cho máy bay chiến đấu phát động tấn công các mục tiêu này, truyền tín hiệu radar cho sở chỉ huy tác chiến trên mặt đất và trên mặt nước. Đặc biệt, A-50U hoạt động như một trung tâm chỉ huy tác chiến trên không. So với phiên bản cũ, A-50U đã được cải tiến rất nhiều từ việc nâng cấp các trang thiết bị, hệ thống radar trên cơ sở linh kiện và vật liệu mới nhất đã nâng cao hiệu suất và khả năng hoạt động. Số lượng mục tiêu đồng thời theo dõi của máy bay cảnh báo sớm A-50U đã tăng lên 100 so với phiên bản cũ chỉ là 50. Hơn nữa, nó có thể theo dõi rất nhiều mục tiêu trên không với các loại hình khác nhau, bao gồm máy bay trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay siêu âm, số lượng hỗ trợ máy bay chiến đấu cũng tăng lớn. Trọng lượng của A-50U cũng đã giảm gần 6 tấn, giúp cho nó có thể mang theo nhiều nhiên liệu hơn, qua đó tăng thời gian bay liên tục lên thêm 1 giờ. Nhằm thay thế phiên bản tiền nhiệm A-50 trong tương lai, Không quân Nga đã bắt tay nghiên cứu phát triển
Beriev A-100 với rất nhiều điểm vượt trội như về khả năng trinh sát và chỉ huy tối tân cho phép nó phát hiện các loại mục tiêu mới cũng như cải thiện khả năng điều phối chiến trường. Theo hãng tin Sputnik đưa tin, mắt thần bay này được đánh giá là vượt trội so với các sản phẩm của nước ngoài. Hãng tin này cũng đưa tin không quân Nga đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên với máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không Beriev A-100 tối tân. Chuyến bay nhằm đánh giá tính năng khí động học cũng như kiểm tra một số hệ thống điện tử mới trang bị cho dòng phi cơ mang biệt danh mắt thần bay này. Beriev A-100 được chế tạo trên khung thân máy bay vận tải IL-476 và dự kiến thay thế mẫu A-50 trong biên chế không quân Nga hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết A-100 có nhiều điểm vượt trội hơn so với sản phẩm nước ngoài. Khung thân IL-476 sử dụng động cơ tuabin phản lực PS-90A-76 mạnh hơn 15% so với mẫu D-30KP trên IL-76 đời cũ, cũng là nền tảng của A-50. Hình dáng bên ngoài của A-100 sẽ không khác nhiều với máy bay A-50. Radar được đặt trong khối tròn dẹt trên thân máy bay. A-100 được trang bị radar mang pha điện tử chủ động AESA Vega Premier cho phép tăng tốc độ quét và nâng khả năng theo dõi cùng lúc trên 300 mục tiêu, bao gồm cả những phi cơ bay siêu thanh và tên lửa hành trình có tiết diện phản xạ radar thấp, đồng thời chỉ huy tác chiến tới 10 máy bay chiến đấu gồm nhiều loại khác nhau. A-100 có khả năng phối hợp với không quân chiến đấu và các hệ thống phòng không khi cung cấp các thông tin trinh sát để chuẩn bị cho các đòn tấn công. Đây là một phương tiện rất hiệu quả, có thể phát hiện bất cứ đối thủ tiềm tàng nào ở khoảng cách rộng lớn. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định, hiện nay trên thế giới không có loại máy bay nào có khả năng tương tự như A-100, bởi khả năng phát hiện và theo dõi sự di chuyển của các mục tiêu không chỉ trên không, mặt đất và cả trên mặt biển. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hệ thống thiết bị trinh sát giám sát cho A-100 được gọi là A-100LL, bao gồm radar hàng không mới có khả năng quét phương vị 360 độ, theo dõi trên 300 mục tiêu. Hiện loại radar tối tân này đã trải qua thử nghiệm hoàn hảo trên máy bay IL-76MD-90A tại mặt đất. A-100LL với radar mảng pha điện tử chủ động được thiết kế bởi tập đoàn Vega có khả năng phát hiện máy bay ném bom địch bay ở tầm xa hơn 600 km tại bất kỳ độ cao nào, chiến đấu cơ 300 km, máy bay tàng hình trên 200 km, sau đó chuyển số liệu tự động về trung tâm chỉ huy, đồng thời hướng dẫn chỉ huy các máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không tiêu diệt. Ngoài ra, thiết bị vô tuyến điện và thiết bị tác chiến điện tử của máy bay có khả năng trinh sát, phát hiện và chế áp điện tử rất mạnh, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trung chuyển thông tin, trinh sát và đối kháng điện tử trong bối cảnh chiến trường bị gây nhiễu điện tử mạnh. KC-2000 là một trong những máy bay cảnh báo sớm chủ yếu của không quân Trung Quốc. Nó được coi là mắt thần của không quân nước này. Nó có khả năng theo dõi 60 mục tiêu cùng một lúc với cự ly 400 km, kiểm soát phi đội chiến đấu từ 10 đến 15 máy bay và đảm nhiệm vai trò phát hiện sớm đối phương và dẫn đường cho máy bay đồng minh tấn công mục tiêu. Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KC-2000 sử dụng thiết kế của chiếc máy bay vận tải chiến lược IL-76 với khung thân và hệ thống điều khiển hầu như được giữ nguyên trên. Điểm khác biệt lớn nhất chính là hệ thống radar, anten trên chiếc KC-2000 có kích thước rất lớn. Radar khổng lồ trên nóc KC-2000 có đường kính rộng khoảng 14m, hoạt động theo 3 pha riêng biệt. Mỗi pha có tầm phủ 120 độ, tạo ra tầm bao quát rộng đủ 360 độ xung quanh máy bay. KC-2000 sử dụng hệ thống radar quét mảng chủ động AESA. Hệ thống này được phía Trung Quốc tự nghiên cứu sản xuất và hoàn thành vào năm 1988, sau đó ngay lập tức được áp dụng trên chiếc KC-2000. Hệ thống quét mảng chủ động này có khả năng bao quát 360 độ xung quanh máy bay. Anten trên chiếc máy bay cảnh báo sớm KC-2000 có tầm hoạt động 470 km, giúp chiếc phi cơ này lập bản đồ trên không theo thời gian thực, với tầm phủ sóng rộng tương đương, thậm chí vượt các loại máy bay cảnh báo sớm của nước ngoài. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ có khả năng khóa tối đa 100 mục tiêu cùng lúc. Đặc biệt là trong tác chiến đường không tầm trung và xa, thông báo tình hình theo thời gian thực và dẫn đường chỉ huy chính xác của máy bay cảnh báo sớm có vai trò quan trọng giúp lực lượng tác chiến kịp thời phát hiện mục tiêu, liên tục bám theo mục tiêu, cơ động chiến thuật chính xác, tập trung ưu thế hỏa lực. Hệ thống trinh sát điện tử của KC-2000 có thể dò tìm nguồn bức xạ điện tử ngoài khoảng cách dò tìm của radar dò tìm cảnh báo sớm,
chặn được mục tiêu từ xa thông qua đo đạc nhanh chóng, xử lý và so sánh các thông số về mục tiêu, nâng cao tỷ lệ chặn được mục tiêu trong điều kiện môi trường điện tử phức tạp. Việc Trung Quốc trang bị cho lực lượng không quân của mình những chiếc máy bay cảnh báo sớm KG-2000 sẽ giúp lực lượng máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và các tên lửa đạn đạo, tên lửa đối không, đối hạm của nước này hoạt động hiệu quả hơn. Tạp chí Khoa học Quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.